năm thì Tanico xin hướng dẫn các anh chị là về cái lỗi mà xì nước ở cụm đầu đồng 6 phần 1 triệu này. Thì cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xì nước á là trong đây nó có một cái sim nhỏ chặn ở dưới lớp B, nước chảy ra ngoài, thì cái sim đó bị rách nên nước nó xì ra. Thì nguyên nhân của sim dẫn đến bị rách á là do nguồn nước của mình nó có cát, thì lực nén trong đây rất là mạnh, thì cần một cát nhỏ thôi nó cũng đã xé cái sim ra. Thì xử lý là đảm bảo nguồn nước sạch cho máy cao áp. Rồi thì mình hướng dẫn là thay cộng sim đó, để cái chìa khóa mình mở ra. Đó là chìa khóa 24 hoặc 22. Bên trong nó có một lớp B. Rồi, em vừa xét ở bên đây có một cái sim nhỏ này. Ơi. Thứ nhất là cộng vừa rồi, thứ hai á là cộng này. Nó nằm bên dưới cái lớp B đây. Hả? Sau khi mình lắp lại, để như vậy. Rồi mình nhận xuống cho nó vô cái khớp. Sau khi vô khớp rồi mới dẫn cái con ốc này vào. Nguyên nhân cái đến xì nước là do hai cộng sim này. Thì máy bên em cung cấp thiết bị là luôn để là một cặp sim sơ cua ở đây. Em đến lấy tên Tài. Khoan. Bên đây là gồm có sim nước đầy đủ hết, lò xo và những cộng sim của kim chỉnh áp ở đây đều có đẩy hàng sơ cua cho quý vị khi mua máy bên em. Khi mình thay rồi mình lắp lại đơn giản thôi, thả vô cái tay nhận xuống cho nó vô khớp này, có nhận rồi lại. Máy sẽ có 6 lớp đây. Bên dưới 3 con. Và bên trên đây 3 con là ở đồng hồ nữa. Xì ở đâu thì mình xử lý ở đó. Vậy thôi.